Thư Chín xuất hiện tại triển lãm TUS Milan và giao lưu vui vẻ cùng với chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn. Và chủ tịch cũng giới thiệu anh ấy với giới truyền thông ở Milan. Thư Chín vừa xuất hiện tại show và tiếng reo hò của người hâm mộ vang khắp nơi. Anh ấy thân thiện vẫy tay chào người hâm mộ và bật ngón tay yêu thích. Từ khóa Thư Chín Milan năm 2024 đã lập tức lao vào tìm kiếm nóng trên toàn cầu. Và nó nằm ở xu hướng top 1 của toàn cầu với thương hiệu TUS. Tab của Gucci đã đạt 100.000 lượt đăng tải và Thư Chín Milan đã đạt tới 1,39 tỷ lượt đọc vào ngày diễn ra sự kiện. Bên cạnh đó, siêu thoại của Thư Chín lại bào đỏ một lần nữa vào đầu năm 2024. Kể từ khi Thư Chín trở nên nổi tiếng, anh ấy đã độc chiếm vị trí dẫn đầu trong 5 năm. Trong 5 năm qua, liên tục bị so sánh, lôi kéo nhưng chưa bao giờ bị người khác vượt qua. Thư Chín giống như một đoàn tàu đầy sức mạnh tiến lên nhanh chóng và không ngừng vượt qua chính mình, không ngừng bắt đầu những hành trình mới và thậm chí còn không dừng lại ở đỉnh cao và tiếp tục mở rộng và phát triển. Với Thư Chín như vậy không có hồi kết và mọi người chỉ có thể tiếp tục kinh ngạc. Sự xuất sắc của Thư Chín cũng trở thành niềm tin và sự chúc phúc của người hâm mộ. Hãy nói về kinh doanh, trong mắt thế giới đẳng cấp cao nhất của kinh doanh chính là xa xỉ. Thư Chín đã giành được nhiều nhãn hàng hạng sang cao cấp và tất cả họ đều đã đạt danh hiệu cao nhất. Đây là điều vô song trong làng giải trí trong nước và không thể nghi ngờ rằng hoạt động kinh doanh của nó đã đạt ở mức trần. Điều muốn đề cập ở đây là TUS và Gucci đã hợp tác với Thư Chín và chính thức công bố Thư Chín là người phát ngôn toàn cầu của thương hiệu. Trong năm vừa qua có thể thấy các thương hiệu này yêu quý và tôn trọng Thư Chín đến nhường nào và Thư Chín xứng đáng nhận được sự lịch sự cao nhất. Người phát ngôn thương hiệu toàn cầu sẽ là một khía cạnh khác trong hành trình mới của Thư Chín. Trong những năm qua, anh ấy đã trưởng thành từ đầu, từ tìm kiếm nguồn lực đến lựa chọn nguồn lực. Và giờ đây các thương hiệu đã đăng trên blog của mình rằng thật vinh dự khi được công bố anh ấy là người phát ngôn toàn cầu và mọi vinh quang đều có được là nhờ Thư Chín.